Hôm nay là 6 tháng 12, 2021 nha. Ăn cơm xong là sẽ chở Jennifer, Jesse, Tommy đi mua dài, dép hay guốc gì đó để Jennifer mà mặc với áo dài, mang với áo dài. Tại vì Jennifer lớp 10 vài bữa sẽ được đi học. Hổm gài dịch Covid ở nhà học online. Nên bây giờ đã đi mang áo dài và sẽ đi sắm một đôi guốc để đi học đó. Và Jennifer rất là nôn nao, xôn xao để chờ đợi cái ngày mà được mặc áo dài tới trường nha. Vui thiệt. Rồi, để ba vô ba ăn cơm nữa. Rồi đi. Có cho gấu này ăn chưa? Chưa. Ăn xong đi cho gấu này ăn nha.